chào đón quý phụ huynh đến với buổi diễn tập để chuẩn bị cho chương trình kỷ niệm 10 năm thành lập BBB. Và ngay sau đây mời quý vị hãy cùng theo chân cô đến xem buổi diễn tập bí mật của các bé ngày hôm nay là như thế nào nhé.